Đốm, xuống ăn cơm nè con. Ba mẹ ăn đi, con không ăn đâu. Có chuyện gì vậy con? Bữa nay tan trường, tôi to đủ lực con dậy thôi. Ê, chạy thi không? Thôi, lần nào bạn cũng thắng tụi mình, chẳng có gì vui hết trơn á. Chơi trò khác đi. Lần này mình sẽ chấp hai bạn 5 phút, chịu không? Đích sẽ là cửa hàng kem. Nếu một trong hai bạn thắng, mình sẽ mời hai bạn ăn kem. Đúng 5 phút ở nhà. Ok, không được chơi ăn gian nha. Ừ, khỏi lo. Chuẩn bị xuất phát. Năm, mười, mười lăm, hai mươi. Hết 5 phút rồi, mình chạy thôi. Mình rất nhanh hơn nữa, ta ta sắp đuổi kịp rồi. Mình cũng muốn lắm, nhưng mà mệt quá à. Hẹn gặp hai bạn ở tiệm kem nha. Đốm, sao không ăn kem đi mà cứ thè lưỡi hoài làm chi vậy? Mình cũng không biết nữa, nhưng cứ mỗi lần mình nóng trong người là mình phải thè lưỡi ra để thở. Ê, bạn sao vậy? Ha, con cũng không biết tại sao lại như vậy nữa. Con có biết rằng tất cả họ nhà ta đều thè lưỡi ra để thở khi trời nóng hay không? Tất cả mọi người. Chó là loài động vật có vú, thân nhiệt thường cố định. Nếu nhiệt độ quá cao, chúng ta sẽ phải tìm cách để tản nhiệt, để làm mát cơ thể. Tuyến mồ hôi của họ nhà ta không ở trên cơ thể như nhiều loài khác, mà lại phát triển ở đầu lưỡi. Khi con chạy hoặc khi thời tiết nóng nực, cơ thể con nóng lên, và một cách tự nhiên con sẽ thè lưỡi ra để nhiệt lượng trong cơ thể thoát ra ngoài. Điều đó hoàn toàn bình thường. Ba cũng vậy nữa hả ba? Cả mẹ nữa hả? Đúng là như vậy. Giờ thì con đã hiểu. Con đói bụng. Ba ơi ba. Ba ơi. Con đói bụng. Ủa, mẹ đâu con? Mẹ về nhà ông bà ngoại vài bữa. Đốm ở nhà với ba ngoan nha. Yêu Đốm. Mẹ. Bị đau đầu hả ba? Ừ. Sao tự dưng mẹ con lại về nhà ông bà ngoại vậy ta? Chắc mẹ lại giận chuyện gì nữa rồi. Ba không nhớ gì sao? Mở cửa, mở cửa. Vậy là mẹ giận, bỏ về nhà bà ngoại mất rồi. Lỡ mẹ giận, bỏ đi luôn không về nữa thì sao? Hôm qua ba bị sếp la, buồn quá nên đi nhậu với bạn. Không ngờ lại làm cho mẹ giận. Đốm ngoan, đi học đi nha. Ba sẽ qua nhà ông bà ngoại, xin lỗi mẹ rồi đón mẹ về. Lỡ mẹ mình bỏ đi luôn thì sao? Đừng có lo, thỉnh thoảng á mẹ mình cũng giận ba bỏ về nhà ông bà ngoại mà. Nhưng lần nào cũng quay về nhà hết á.
nhưng cũng có trường hợp mẹ bỏ đi luôn đó, cũng không biết được đâu. Mẹ à, Đốm nè. Đốm đi học chưa? Dạ rồi. Mẹ ơi, mẹ về nhà đi, ba với Đốm nhớ mẹ lắm đó. Tối hôm qua ba buồn quá nên đi nhậu, mẹ đừng giận ba và Đốm nữa nha. Muộn rồi, Đốm đi học đi nha, mẹ thương Đốm lắm. Đốm cũng thương mẹ lắm. Ba đã đón mẹ về cho Đốm rồi nè. Ba, mẹ, vậy mà con có tưởng mẹ bỏ đi luôn rồi chứ. Lần sau ba đừng đi nhậu nữa nha ba. Ba biết rồi, từ nay ba xin chừa. Chán quá đi, đi học mệt muốn chết. Cô lại cho nhiều bài tập, về nhà đói bụng lại chẳng lấy gì để ăn. Không biết mẹ ở đâu vậy ta? Mẹ cũng đang chán lắm rồi đây. Cả ngày quay cuồng với chợ búa, cơm nước, chăm chồng, chăm con, mỗi lúc một già nua xấu xí. Mệt quá, làm việc vất vả mà còn bị sếp mắng, đồng nghiệp chơi xấu nữa. Ra ngoài đường thì giao thông lộn xộn, cứ như vậy thì làm sao mà sống nổi đây? Ước gì thời gian quay ngược trở lại, con được sống thời sửa thời xưa, khi chưa có trường học, con nít không phải tới trường. Không khí trong lành, thực phẩm lại không bị nhiễm độc. Chưa có công ty, không có sếp, không có xe hơi, xe gắn máy, khỏi bị kẹt xe. Trời ơi, sao đang làm bàn giấy bây giờ phải cày ruộng như vậy? Đốm, đi chẻ củi, gánh nước, chuẩn bị nấu cơm. Lát ba mẹ về mà không có cơm nước lặn đòn bây giờ đó. Kem nước bổ củi mệt quá. Tự nhiên mình phải giả gạo như vậy. Ông trời, trời ơi, hãy cho mọi thứ trở lại như cũ. Chết rồi, mẹ quên chưa nấu cơm. Thôi, tối nay nhà mình sẽ ra ngoài ăn để mẹ được nghỉ ngơi. Hoan hô ba. Sống ở hiện tại vẫn tốt hơn nhiều so với ngày xưa. Cuối tuần cả nhà mình sẽ đi Sapa chơi. Ôi thích quá, thích quá. Hoan hô ba mẹ. Mà Sapa ở đâu vậy ba? Con ngồi xuống đây, ba sẽ chỉ cho. Đây nè. Đã quá ta, con chưa bao giờ được đi xa như vậy. Mẹ cũng vậy, Đốm tự sắp đồ đó nha. Dạ. Cái này, cái này, cái này, cái này nữa, cái này nữa, cái này, cái này. Ê, ê, ê. Đốm, lẹ lên con.
Con mang gì mà nhiều quá vậy? Dạ, toàn những thứ cần thiết không à. Nào, nhà mình đi thôi. Sapa nằm ở độ cao 1.600m so với mực nước biển nên khí hậu mát mẻ quanh năm. Mùa đông ở đây nhiệt độ có lúc xuống thấp dưới 0 độ C và có tuyết. Con có tưởng ở đây cũng ấm như ở nhà mình nên không mang theo quần áo ấm. Bây giờ phải làm sao? Ba mẹ sẽ mua cho con một ít quần áo ấm, nhưng con phải rút kinh nghiệm để chuẩn bị kỹ càng hơn. Xe hơi đồ chơi thông minh, điều khiển từ xa, thiết kế hiện đại, màu sắc bắt mắt, có thể di chuyển trên mọi địa hình. Wow, đã quá, phải kêu mẹ mua mới được. Wow. 9, 10, 11. Mẹ ơi, mẹ mua đồ chơi mới cho con ơi. Mẹ đang tập thể dục, lát nữa mẹ sẽ nói chuyện với con. 12, 13, 14. Con muốn mua xe hơi điều khiển từ xa. Thôi được, mẹ sẽ trả lời con luôn nè. Đầu tháng, mẹ đã mua đồ chơi cho con rồi. Nếu con muốn mua đồ chơi mới thì con phải đợi tới tháng sau thôi. Nhưng con muốn có ngay bây giờ. Tháng này con đã mua đồ chơi rồi, con sẽ phải đợi tới tháng sau. Mẹ mua cho con đi, tháng sau con sẽ không mua đồ chơi nữa. Không được, con sẽ phải đợi tới tháng sau thôi. Đây là lần cuối cùng mẹ giải thích. Thì cũng vậy thôi. Con cứ ói thoải mái ở đây đi. Khi nào xong, nín hẳn rồi hãy ra ha. Con đã hết khóc, hết ho, hết ói chưa? Dạ, hết rồi. Mẹ yêu đốm, nhưng đốm dòi dĩnh dạng dạ như vừa rồi khiến cho mẹ rất buồn. Con xin lỗi mẹ, từ giờ con sẽ không vòi vĩnh, ăn vạ nữa. Mặt đốm dơ hết rồi, đốm vô nhà sau rửa mặt sạch sẽ, rồi ra đây uống trà ăn bánh với mẹ. Dạ. Hey.
miếng mới được. Này, không được ăn vụng, phải đợi đến bữa mới được ăn nha. Đói bụng quá à. Phải đợi đến bữa mới được ăn nha. Cái gì vậy trời? Thank you.
Siêu nhân đỏ nhận được tín hiệu cầu cứu, bèn bay đi luôn. Siêu nhân đỏ đến vừa kịp lúc đã cứu một người thoát khỏi vụ tai nạn. Ủa, hết rồi hả cô? Chưa đâu, con chưa có viết xong mà. Khi nào đốm xong, nhớ cho bà mẹ coi tiếp nha. Dạ, sau này đốm sẽ làm nhà văn đó. Chỉ cần con thích, con sẽ làm được thôi. Bà mẹ lúc nào cũng ủng hộ con hết. Rồi siêu nhân đỏ bay đi khắp nơi để cứu giúp mọi người. Vậy con viết xong chuyện rồi hả? Dạ, để tối về con cho ba mẹ coi nha. Sao? Các bạn đọc thấy sao? Có được không? Mình thấy bình thường à, không hay bằng siêu nhân TikTok. Mình thích câu chuyện do ngành vẽ minh họa của bạn xấu quá à. Bạn nhờ người khác vẽ đi. Con sẽ không bao giờ biết chuyện hay là vẽ nữa. Lúc ba còn nhỏ, ba rất thích vẽ. Nhưng rồi khi ba khoe bức tranh đầu tiên của mình, các bạn đã chê cười. Rồi ba xé bỏ bức tranh đó và quyết định không bao giờ viết hay vẽ gì nữa. Con ký vô đây đi. Đó làm gì vậy ba? Thì con cứ ký đi. Cảm ơn con. Sau đó ba cảm thấy rất hối hận. Sao ba lại ngưng làm điều mình yêu thích chỉ vì người khác không thích nó chứ? Sẽ không bao giờ bỏ cuộc nữa. Lâu lắm rồi con mới được diễn như vậy nè ba. Chiêu tương. Ăn ngược lại rồi nè. Chiếu bí. Không chơi nữa. À, chơi gì kỳ vậy? Tức quá, xíu nữa là thắng rồi. Ui da, đau quá. Mà hồi nãy mình có hơi nóng tính quá không ta? Em bự, đi ra đồi với mình không? Ê, hay á, đi liền. Là mình thức đổ bàn cờ luôn. Mình có nóng tính quá không vậy? Chắc là có đó. Mà cũng sao đâu. Một lát về bạn xin lỗi tao là được. Tại tao không có giận dai đâu. Ờ ha. Mà bây giờ mình đi đâu gì đó? Ba mình nhờ chuyện lá thư này tới cho hành tinh bung bóng. Nhưng là có gì gấp lắm đó. Ờ vậy thì mình tăng tốc đi nhanh thôi. Không được đâu. Phía trước hình như có ủng tắc giao thông rồi. Hả? Trên vũ trụ mà cũng có kẹt xe nữa hả? Có chứ sao. Chà, hàng này hơi dài, chắc phải đợi hơi lâu á. Ôi trời ơi, kẹt gì mà kẹt dữ vậy? Mình vượt lên đi đớm. Không được đâu, mình phải tuân thủ theo luật giao thông chứ. Nhanh lên giùm cái đi. Thôi mà, làm như vậy thô lỗ lắm đó. Mình có quan tâm, chờ nguyên một hàng xe như vậy thì biết chừng nào mới xong. Trời ơi, bà nhìn coi, bà như làm gì rồi bụng bự? Thôi xong rồi, không biết có ai bị thương không nữa. Úi trời ơi,
mấy đứa có bị làm sao không? Có bị thương, trầy trụa chỗ nào không? Dạ, tụi con không có sao hết. Mà tại con nó mới xảy ra tai nạn cho mọi người. Đầu đuôi là sao nè? Dạ, là tại con, con nóng nảy và thiếu kiên nhẫn nên đã gây ra tai nạn cho mọi người. Con cảm thấy xấu hổ quá à. Con hãy xem đây là một bài học đắt giá. Nhưng con rất cần sửa đi hành vi nóng nảy của mình. Nếu không, sau này mọi việc con làm đều hỏng hóc và đổ bể hết. Dạ, con nhớ rồi. Học sinh đứng. Cả lớp ngồi xuống đi. Hôm nay cô có quà cho cả lớp nè. Cô sẽ cho mỗi bạn một hạt dưa hấu bong bóng. Lớp chúng ta sẽ thi xem ai trồng được trái dưa to nhất. Phần thưởng sẽ là một hộp bánh quy thật to. Không biết khi trồng lên thì sẽ trông như thế nào ha. Cứ trồng thử rồi sẽ biết thôi. Hộp bánh quy kỳ này của mình là cái chắc. Ủa, phần thưởng là đồ ăn mà bạn không hào hứng hả Bụng Bự? Trời ơi, trồng ba cái này cực muốn chết mà chưa chắc được giải nữa. Thôi, mình không có ham. Vậy mình lãnh giải thưởng thì đừng có xin nha. Mình cũng thích ăn bánh quy lắm. Hộp bánh đó phải là của mình. Xong nhiệm vụ rồi. Mai có lên được hay không thì cũng kệ. Ủa, có chuyện gì mà mấy bạn bu đông quá vậy? Trái dừa của đớm mọc rồi nè. Bay lên luôn rồi. Bay được luôn kìa. Trái của mình cũng đã nở rồi, nhưng chưa bay được. Kỳ này chắc đớm nhận giải rồi. Sao mày không chịu bay lên như những trái dưa hấu khác chứ? Không thể để bánh quy lọt vào tay kẻ khác được. Và bây giờ chúng ta sẽ tổng kết xem trái dưa của ai là to nhất nha. Không hiểu sao, sáng thức dậy thì trái dưa của em héo còn có nhiêu đây à? Tại mấy bạn trồng dở quá đó. Nhìn trái dưa của mình nè, bự chưa? Sao? Chứ không phải, tại bạn giới trò hả Bụng Bự? Mình không hiểu mấy bạn nói gì hết trơn á. Tối qua, mình đã quay được cảnh bạn lén vào nhà mình phun thuốc trừ sâu hạn nặng lên trái dưa của mình. Bạn nhắm, chồng không lại nên bày trò đạp người khác xuống để nâng mình lên như gì? Tại mình thích ăn bánh quy quá chứ bộ. Cô vốn định chuẩn bị tất cả mỗi bạn một phần quà bánh quy để khích lệ tinh thần, nhưng có vẻ như Bụng Bự không được ăn rồi. Chính trái dưa của em á cũng buồn nên không bay được đó. Mình nhận ra lỗi của mình rồi. Sau này mình sẽ lấy phần thưởng để làm động lực phấn đấu chứ không phải tìm cách chơi xấu nữa. Bạn biết nhận lỗi như vậy là tốt rồi. Nghe nói tiệm đồ chơi ngày mai á sẽ có chiếc máy bay điều khiển mới á. Thiệt hả? Nhưng chắc là nó mắc lắm đó. Ba mẹ không cho mình mua đâu. Mình cũng vậy nữa. Mẹ mới mua đồ chơi cho mình nên chắc không có chịu mua cho mình nữa đâu. Ủa, cô bò à, con chào con. Đớm hả? Lâu quá không gặp con nha. Cô qua thăm cả nhà con nè. Có Bụng Bự ở đây nữa sao? Dạ con chào cô. Hai đứa lớn quá. Đây đây, cô cho hai đứa tiền ăn bánh nè. Giờ cô vô nhà tìm ba mẹ của con nha đốm. Dạ, con cảm ơn cô nhiều. Đúng là cô bò có khác, lúc nào cũng phóng khoáng hết. Có tiền này rồi, mình sẽ mua thật là nhiều đồ chơi mới được. Nhất là chiếc máy bay điều khiển đó. Sáng mai mình hẹn ở tiệm đồ chơi nha. Giờ mình về đây. Chà, mình nên mua cái gì đây ta? À, đúng rồi. Nghe nói có tập truyện mới, phải mua mới được. Bây giờ thì mua cái gì đó để ăn thôi. Mày đi bay.
Ngưu Hành Tinh, Ngưu Hành Tinh. Nè bạn gì đó ơi, giúp tụi mình với. Các bạn còn gì ở mình? Tụi mình bay ngang trái đất của bạn thì đĩa bay bị hết xăng. Bạn có thể giúp mình đổ một ít xăng cho tụi mình có thể bay về với tàu mẹ được không? Sao bạn không tự dùng tiền của mình mà đổ xăng đi? Tiền của tụi mình không dùng ở hành tinh bạn được. Trời ơi, đổ xăng cho nguyên cái đĩa bay như vậy tốn tiền lắm. Nè, mình không có tiền đâu. Mình không có giúp hai bạn được. Mình đi đây. Bây giờ còn như đây, ngày mai mua máy bay mới mới được. Sao buồn ngủ tới trễ vậy ta? Lấy ra cho trước mới được. Máy bay của mình. Xin lỗi, mình tới trễ. Bạn bị sao vậy? Mình bất cẩn quá làm hư máy bay luôn rồi. Giờ bạn mua cái mới cho mình cho chung được không? Mình tính nói với bạn á là mình còn ít tiền lắm, không có đủ mua máy bay chơi rồi. Trời ơi, sao bạn phung phí quá vậy? Hôm qua mình gặp hai người bạn người ngoài hành tinh bị hết xăng. Mình dùng tiền được cho để giúp cho mấy bạn đó có xăng để bay về. Sau đó mình còn đưa tiền cho mẹ để mai mẹ mình đi chợ mua đồ ăn cho cả nhà mình nữa. Nhưng mà mình cũng không cần máy bay nữa đâu. Mấy bạn người ngoài hành tinh á đã tặng cho mình đồ chơi rồi nè. Phải chi mình giúp mấy bạn ngoài hành tinh đó là bây giờ mình cũng có đồ chơi mới để chơi rồi. Bạn có thể chơi chung với mình nè. Vậy thì mình đã hiểu ra, chi tiêu hợp lý không phải là có bao nhiêu tiền là bấy nhiêu, mà còn phải dùng nó cho những cái cần thiết và có ích nữa. Đồ chơi thì cũng hơn, bánh kẹo thì cũng ăn hết, nhưng dùng tiền giúp đỡ người khác lúc hoạn nạn thì còn được nhận lại nhiều hơn nữa. Thì ra là vậy. Thôi không sao đâu, tụi mình chơi đồ chơi của mấy bạn ngoài hành tinh cho nha. Mình đồng ý. Bực bội hết sức rồi. Có chuyện gì vậy con? Bụng bự cái chạy đua ăn gian với con mới thua. Con bực quá la bạn ấy một trận xong rồi bỏ về. Chơi vui vẻ mà con, bực bội làm cái gì? Con phải nhịn lại từ từ nói chứ. Sao con phải nhịn hả ba? Rõ ràng con không sai. Sao con phải nhịn? Tại tao kêu con nhịn nè, giờ ba cũng kêu con nhịn luôn. Dậy đi nhóc, ngủ gì giờ này, vẫn mà không ngủ được à? Hả? Ông là ai? Ông muốn gì? Ta là ác quỷ, giúp người triệt tiêu cái sự giận dữ đi. Thôi, bỏ đi, ngươi là như ba của ta, bắt ta phải nhịn như vậy. Tao không cần đâu ha, tao không thích ha. Đâu ra, ta là ác quỷ, chứ có phải là thần tiên đâu mà nhịn. Với ta nhịn là nhục. Đúng, nhịn rất là nhục. Ta không thích nhịn. Nhưng như vậy sao triệt tiêu tức giận được? Thì sổ nó ra. Tới khi nào ngươi sổ ra hết thì thôi. Ờ ha, đơn giản như vậy sao mình không nghĩ ra? Bây giờ ngươi có gì bực tức kể cho ta nghe đi nào. Tất cả là tao bụng bự, dám chơi ăn gian làm mình thua, xấu hổ trước mặt mọi người luôn. Vậy mà ngươi phải nhịn nè. Phải chiếm nó, cho nó một trận nhớ đời thì mới hạ được cơn giận chứ. Được á, đi thôi. Chết nè. Bạn làm cái gì vậy? Ui da, đau quá à. Tại bạn ăn gian nên mình mới thua chứ sao. Mình không có ăn gian mà. Tại vì bạn dắp cục đá té nên mới chạy chậm như vậy. Thì tại vì bạn để cục đá ngay đó chứ gì. Mắt nào của bạn thấy mình làm hả? Cái gì nữa? Đã thua là nhục rồi. Đánh nó tiếp đi. Đánh nó tiếp đi nào. Đúng rồi. Thua nhục lắm. Đừng có đánh nó. Đau quá. Chạy máu rồi. Đó, đánh nhau làm gì cơ chứ? Nó tự té rồi. Sao mà suối nó được nữa đây? Biển tội. Im ngay, bạn gây ra còn khóc nữa hả? Thôi, đừng có la đớm nữa. Bạn đó hư quá à, đã nói rõ là không phải ăn gian rồi, mà còn ghê quá ác quỷ đó suối. Giờ xịt cả máu mũi nè, chưa có tật nóng vội thiếu suy nghĩ. Khi mà bạn bực bội giận dữ á, thì bạn không còn đủ tỉnh táo để làm chuyện đúng đâu. Ồ, để cho mình hỏi, nó đâu rồi, có ác quỷ đâu? Nó biến mất rồi,
Nó cũng chỉ từ bạn mà ra thôi. Bạn càng giận dữ, nó càng thích thú, rồi bày vẽ những suy nghĩ không tốt, làm bạn ra như vậy nè. Do mình hồ đồ, không chịu nghe ba mình và ta to nói, nghe lời con quỷ đó hành động lúc nóng giận. Xin lỗi buồn bượng nha, tại mình mà làm bạn đau đó. Không có sao đâu, mình khỏe mạnh như vậy mà, không có dễ đau đâu. Thôi thôi, mau về nhà chăm cái lỗ mũi đi kìa. Ờ ha, bụng bự, ngày mai chị nuôi lại nha. Chán quá à. Xin có cái iPad thôi mà ba mẹ cũng không cho nữa. Trời ơi, Lưu Hành đến. Mình không ăn thịt bạn đâu, đừng có la như vậy. Tại sao bạn lại ở đây? Bạn muốn gì hả? Mình đi ngang đây, nghe nói bạn đang muốn có một cái iPad hả? Đúng rồi đó, mình xin ba hoài mà ba không mua cho mình. Vậy bạn giúp mình giữ cái iPad này mấy ngày được không? Hả? Ý bạn là cho mình cái iPad này hả? Không, mình chỉ nhờ bạn giữ giùm vài hôm thôi, mấy bữa mình lại quay lại lấy, có được không? Trời ơi, tưởng gì, là mình mừng hụt, giữ mà không được xài cũng vậy thôi. Đâu, bạn có thể sử dụng nó thoải mái, không sao đâu. Thiệt hả? Thôi được, thà có còn hơn không, mình sẽ giữ giúp bạn vài hôm. Nhưng bạn nhớ, bạn không được chơi quá nhiều, đây không phải là iPad bình thường đâu nhé. Mình biết rồi mà, yên tâm đi, mình sẽ giữ cẩn thận. Cảm ơn bạn nhiều nha, mình đi đây. Cần tự nhiên có cái xài miễn phí, giờ mình phải chơi với nó mới được. Trời, sao con chưa ngủ nữa? Bài tập trong lớp nhiều quá, giờ con mới đi ngủ được. Vậy hả? Thôi, tranh thủ ngủ, mai còn đi học nữa con. Dạ. Đó là bài mới của ngày hôm nay, còn bạn nào chưa hiểu không? Nè Đớm, em đang làm gì đó? Em đang coi lại bài nè con. Vậy hôm nay cô đã dạy gì? Nói lại cho cô nghe xem. Dạ, em Đớm, mấy hôm nay sao vậy? Bài tập về nhà thì bỏ bê, vô lớp không nghe giảng. Thì ra là do cái này hả? Ai cho em mang iPad đi học? Ngày mai cô sẽ qua tìm gặp ba mẹ em. Hả? Ba mẹ mà biết được là mình tiêu đời. Phải tranh thủ chơi khi có thể mới được. Trời ơi, sao cái iPad chỉ có thể biết là con quái vật to như vậy được chứ? Ta sẽ tiêu diệt hết tất cả các ngươi. Sao mình hoa mắt mặt mỏ vậy? Cứu thế giới. Cứu tôi. Chuyện gì vậy xảy ra vậy? Thiệt tình, mình đã nói với bạn là không được chơi nó quá nhiều mà. Đây là cái iPad hút sức khỏe của con người để lớn lên đó, và biến thành con quái vật để tiêu diệt thế giới này. Ồ, thì ra là vậy. Hên mà mình tới kịp. Không phải iPad này không, mà các máy chơi game khác cũng vậy. Chơi ít thì không sao, nếu bạn chơi nó quá nhiều, bạn sẽ bị nghiện, rồi không lo học hành. Mình hiểu rồi, mình không có đòi iPad nữa đâu. Giờ thì mình phải đi học. Tạm biệt. Ê tao tao bụng bự, hai bạn có thấy lạ không? Chuyện gì lạ vậy đó? Hai bạn không thấy là ngày nào ông mặt trời cũng chiếu nắng xuống đất sao? Thì có gì lạ đâu chứ, không lẽ chiếu nắng lên trời sao? Không phải, mà ngày nào mặt đất cũng nhận rất là nhiều ánh nắng từ ông mặt trời. Nhưng sao mình thấy mặt đất không có nóng gì hết? Ừ, Đớm nói mình mới thấy đúng vậy thiệt á. Sao là kỳ vậy ta? Nếu muốn biết, tụi mình đi tìm hiểu là được thôi mà. Mấy đứa đi chơi vui nghe, nhớ cẩn thận, về nhà sớm đó. Wow, thích thiệt đó Đớm. Các bạn đợi một lát, chút nữa nha, là còn thích hơn nữa đó. Wow, mình đi xuyên vào lòng trái đất, tiến lên nào. Tốt, có chuyện gì vậy? Bình tĩnh, sẽ không có vấn đề gì cả. Kiểm tra tình hình. Có một viên đá to đang cản đường con tàu của thuyền trưởng, đề nghị loại bỏ. Đồng ý, ra lệnh di dời viên đá. Đã xong,
tuyến đường đã không còn vật cản, có thể lên đường. Yeah, thành công rồi. Dám cản đường thuyền trưởng hả? Sao lại có sông ở đây vậy? Không phải sông đâu, đây là mạch nước ngầm trong lòng đất đó. Hóa ra là dưới lòng đất cũng có nước. Hèn gì mặt nó không có nóng là phải rồi. Đúng á. Trời, nóng chết đi được. Nóng quá. Chào các con, đã đến với nơi nóng nhất trái đất. Ông ơi, ở đây nóng quá đi mất. Ông không sợ nóng hả? Ông đã sống ở đây từ hàng tỷ năm nay rồi, ông không thấy nóng gì cả. Ông tài thiệt á, con đổ hết mồ hôi ra rồi nè. Lúc nào ông cũng nóng như thế này hả ông? Ta nhớ là từ khi hình thành trái đất, các bát đất đá ai cũng chạy thi với nhau xem ai xây thành trái đất nhanh hơn, mang theo hơi nóng rồi tích tụ cả vào đây, và ta cứ giữ nó mãi mãi cho đến bây giờ. Wow, vậy mà mặt đất lại không nóng, hay thiệt đó. Đúng rồi đó ông, ông mặt trời ở trên cũng nóng, ông ở đây cũng nóng, vậy mà tụi con ở giữa thì không nóng như vậy. Anh mặt trời chiếu xuống đất bao nhiêu thì có cây cối sông ngoài giữ lấy ánh nắng của anh ấy và sưởi ấm cho mình rồi. Nếu nắng có vào lòng đất thì cũng bị chị nước ngầm làm nguội đi, thì làm sao mà nóng được chứ. Vậy còn ông thì sao? Ông cũng không mang hơi nóng lên mặt đất chứ? Không các con à, mỗi người đều có nhiệm vụ riêng phải hoàn thành. Để có cuộc sống yên bình thì có rất nhiều người phải làm việc và hy sinh đó. Thôi, cũng đã đến lúc các con nên về rồi, để ta giúp các con nha. Trái đất có biết bao điều thú vị và còn chúng mình tìm hiểu phải không? Ừ, đúng rồi, đúng đó. Rồi đó. Ủa, cái gì vậy ta? Trời ơi, sao mày dễ thương vậy nè? Anh ơi, chân em đau quá. Em bị làm sao vậy? Mà em là ai? Em cũng không biết em là ai nữa. Em chỉ biết là em ăn sự tức giận của người nuôi em để sống thôi. Hả? Em ăn sự tức giận để sống hả? Ôi da, đau quá. Thôi, đừng có nói nữa. Anh sẽ mang em về trước để coi sao đó. Anh ơi, vậy là anh sẽ nhận nuôi em hả? Được thôi, chỉ cần em không quậy phá là được. Em sẽ không quậy quá đâu. Anh chỉ cần bỏ em vô một cái hộp rồi đóng lại. Mỗi lần anh giận ai đó, em sẽ giúp anh. Vậy bây giờ em vào đây nha. Thú vị thật. Phải đi kể cho tai to và bụng mượn nghe mới được. Nè Bo Giang, hôm nay mình mới nhận nuôi được một con thú rất là lạ. Nó có thể ăn được sự tức giận của mình đó. Cái gì hả? Ơ, tại sao cười? Tại không tin hả? Đương nhiên là không tin rồi. Làm gì có con nào ăn sự tức giận chứ. Tức quá, dám không tin lời mình. Đi đánh kiểu gì vậy hả? Đi đụng mình còn nói nữa. Thiệt là bực mình mà. Ngày gì mà xui dữ vậy trời. Ê, chanh ra, chanh ra, chanh ra. Ui da, cái gì vậy nè? Nhìn bạn té mắc cười quá à. Mình đã nói là tránh ra rồi mà. Bạn, bạn dám chọc mình hả? Mình sẽ cho bạn biết tay. Nè bụng bự, bụng bự làm như vậy là sai rồi đó. Mình chỉ muốn chọc bạn đó tí thôi. Lát mình sẽ qua xin lỗi bạn đó mà. Quá đủ rồi, bây giờ mình sẽ nhờ thú cưng trả thù cho mình. Ồ, em thú dễ thương màu sáng. Sao bây giờ lại trở thành một con quái vật vậy ạ? Cảm ơn Đốm đã cho ta ăn rất nhiều sự tức giận. Bây giờ ta sẽ thực hiện yêu cầu của Đốm, tiêu diệt hết các ngươi. Cứu tụi mình với Đốm ơi. Thôi tiêu rồi, con quái vật nguy hiểm quá. Nè quái vật, ta không cần biết trả không cho ta nữa. Mới dừng lại ngay. Quá trễ rồi, ta sẽ không nghe lời của ngươi nữa. Mình tha thứ cho các bạn, tôi không tức giận nữa. Mình xin lỗi các bạn nhiều lắm nha. Hóa ra sự tức giận của mình nhiều đến nỗi mà biến nó thành một con quái vật luôn. Mình sai rồi. Từ nay mình sẽ tập bớt nóng giận lại, tập tha thứ và thông cảm.
cảm nhiều hơn nữa. Không có sao đâu, tụi mình cũng sai khi mà chọc bạn. Tụi mình huề nha. Hôm nay cô phát bài kiểm tra hôm bữa, bạn nào dưới 5 điểm thì phải chép phạt lại cho cô nha. Hôm đó mình có học bài đâu, chắc phải chép phạt rồi đó. Đốm có 4 điểm thôi, chép phạt đi nha. Biết trước là cứ kiểm tra, chắc không đến nỗi như vậy. Thôi, đừng buồn nữa. Bài sao ráng lên. Mình mà biết trước thì điểm sẽ cao hơn là cái chắc luôn. Ai cho mà biết trước? Mà không học bài như bạn á, biết trước cũng vậy à. Đừng có ra vậy á mình. Bạn bao nhiêu điểm hả? Mình 9 điểm. Thôi, không thèm nói chuyện với hai bạn đó đâu. Mình về trước cho rồi. Cái gì đây? 4 điểm hả? Dạ mẹ. Tại khó quá mẹ. Lại còn có lời phê nhắc nhở chép phạt nữa nè. Con không học bài phải không? Con quên rốt xíu chứ mấy. Lên dọn dẹp cái phòng, chép phạt liền cho mẹ. Trưa nay nhịn cơm luôn đi, hư quá mà. Dạ. Mình mà biết trước được mọi thứ, cả cái việc kiểm tra, thì đâu đến nỗi như vậy. Ủa, bài kiểm tra hôm qua nè, có cơ hội làm lại rồi, làm thôi. Cây viết thì chấm điểm luôn chứ. Im đi, đừng làm ta mất tập trung. Biết rồi, chắc điểm cao thôi. Cái gì? Vẫn 4 điểm? Cái chuyện gì vậy trời? Kiểm tra lại mà cũng có 4 điểm à. Quê xà. Học dở thì chịu đi, còn đổ thừa nữa. Đớm 4 điểm. Im hết đi. Các bạn im hết đi. Chuyện gì vậy? Chưa hiểu à? Ngươi mới là người phải im đó. Thời gian có quay lại, nhưng ngươi vẫn không chịu học bài thì cũng đâu có nghĩa lý gì. Đừng ngồi đó mà ước ao. Nếu biết trước không nỗ lực thì chả bao giờ đạt được cái mình mong muốn đâu. Biết chưa? Đúng rồi đó. Tất cả sẽ là công cốc nếu mình không chịu cố gắng bằng cô ngồi đó ước được biết trước. Mình phải cố gắng hơn thôi. Bù điểm lại cho bài tới. Không làm cho ba mẹ và thầy cô buồn nữa. Cố lên, cố lên. Ê bụng bự, bạn bị sao mà nhìn ủ rũ vậy? Mình... mà thôi, không có gì đâu. Làm gì mà không có gì? Bạn bè mày giấu nhau như vậy là không có được đâu. Chả là mình làm việc có lỗi với tay to, bạn đó hù vợ sẽ mát mẹ mình. Rồi bạn có năn nỉ bạn đó không? Đương nhiên là có rồi, nhưng mà tay to nói á, mặt trời mọc hướng tây thì tay to mới bỏ qua. Tưởng gì, yên tâm, mình sẽ giúp bạn. Thiệt hả? Bằng cách nào? Thì đi tìm ông mặt trời, nhờ ông mọc hướng tây một bữa. Ha, sao mình không nghĩ ra ta? Thôi, đi nào. Ừ. Ông mặt trời ơi! Con gọi ta đó hả? Dạ ông ơi, ông giúp con chuyện này được không? Có chuyện gì? Dạ, tại con lỡ làm sai, bạn tay to bắt gặp được. Con đã xin lỗi bạn đó rồi, mà bạn đó đâu có chịu đâu. Bạn đó nói á, khi nào sáng sớm ông mọc từ hướng tây thì bạn đó mới bỏ qua cho con. Nên là ngày mai không có thể mọc lên từ hướng tây được ông mong. Chuyện đó không được đâu. Sao vậy ông? Chỉ có một ngày nữa mà. Chuyện ta mọc từ hướng nào đâu phải do ta quyết định, nên làm sao mà ta giúp con được? Vậy ai có khả năng quyết định được vậy ông? Thì là anh trái đất đó. Ta chỉ đứng im thôi, ảnh tự quay quanh ta mà. Còn muốn thì nhờ ảnh giúp đi. Thì ra là vậy. Vậy thì phải đi tìm ông trái đất, nhờ ông trái đất quay ngược lại mới được. Con cảm ơn ông mặt trời. Ai gọi ta? Là tụi con nè ông ơi. Mày tận lên đây tìm ta luôn. Dạ, con tìm ông nhờ giúp con một chuyện được không? Có chuyện gì thì cứ nói đi. Dạ, chuyện là con có làm việc sai mà bị bạn bắt gặp được. Bạn đó nói á, là khi nào mặt trời mọc từ hướng tây thì bạn đó mới hóng mát mọi người. Con có đi hỏi ông mặt trời rồi,
nhưng mà không có được. Ông mặt trời nói á là ông trái đất mới có thể giúp con. Hả? Chuyện đó không được đâu. Sao không ai chịu giúp con hết vậy? Chuyện nào thì ta không biết, chứ chuyện này thì nguy hiểm lắm đó con biết không? Tại sao là nguy hiểm hả ông? Mỗi năm ta đều quay quanh ông mặt trời một vòng. Ngoài ra mỗi ngày ta còn tự quay quanh mình theo chiều từ Tây sang Đông nữa. Nếu bây giờ mà ta đổi chiều quay lại, mọi thứ đảo ngược thì bao nhiêu là hiểm họa sẽ ập tới. Đó là quy luật của tự nhiên đó con. Nghiêm trọng như vậy hả ông? Thì đúng rồi, để ta cho con coi nghe. Kinh khủng như vậy. Con hiểu rồi, vì mục đích của bản thân mà con lại đòi hỏi một chuyện ảnh hưởng tới mọi người như vậy. Con hiểu là tốt rồi. Giờ trễ rồi, về đi nha. Dạ, con biết rồi, con sẽ về nói cho ba. Chỉ có mấy cái kẽm gai rỉ sét với mấy cái camera cà tưng, sao mà làm khó ta được. Trúng rồi. Không có ai ở bên trong hết. Mục tiêu kia rồi. Ý trời, hết dây hả? Trời, sao lại có xe cấp cứu với cứu hỏa ở đây nữa? Không kịp thời gian nữa rồi, phải trốn thôi, lần sau sẽ quay lại lấy. Cái thằng đốm này, biểu nó cài chuông báo động xe cảnh sát, mà nó cài cả cấp cứu với chữa cháy dù chi không biết nữa. Kìa, vào nhà đi, để mình sơ cứu cho. Sao bạn lại giúp mình? Mình đâu có quen biết bạn. Thấy người hoạn nạn là phải giúp đỡ nhau, đó là tình người mà. Tình người hả? Ủa, sao bạn bị thương ghê quá vậy? Mình bị dấp cục đá nên té. Ủa, cái này là dấu phỏng mà. Lúc té có da vô chỗ người ta đang nấu hủ tiếu nên mới phỏng vậy nè. Hay là chưa đổ nguyên nồi nước sôi cho người á. Mày là đốm, rất vui được gặp bạn. Mình là chuột bạch. Chuột bạch hả? Tên đẹp ghê á. Nhưng mà bây giờ trời tối rồi, đi về nguy hiểm lắm. Hay là tối nay mày ngủ ở đây đi. Thôi buồn ngủ quá, sáng mai tính.
Ta sẽ lấy được khối năng lượng đó. Lấy được khối... Tối qua có kẻ đột nhập hả bạn? Ừ, nhưng mà không mất cái gì hết á. À, cháu dậy rồi hả? Mấy đứa ăn đỡ bánh mì nha. Mẹ đốm đi du lịch chưa có về. Tối qua ở phòng nghiên cứu của bác bị đột nhập nên chưa kịp chuẩn bị gì hết đó. Vậy bác có biết thủ phạm định lấy cái gì không bác? Chắc là chúng định lấy lõi năng lượng sinh học bác đang nghiên cứu. Nhưng mà mấy đứa yên tâm đi, bác đem về nhà cho chắc ăn rồi. Trời ơi, bạn làm gì vậy? Trong cái rủi có cái xui. Xui cho các ngươi rồi. Ta chính là người đã đột nhập vào phòng thí nghiệm tối hôm qua đây. Không, ăn vào sẽ chết đó. Không, ăn vào sẽ chết đó. Ê, nhả ra đi, nuốt cái đó không được đâu. Sao mà chết được? Ta vốn là robot sinh học được chế tạo ra với mục đích duy nhất là phá hủy thành phố này. Robot sinh học, tức là nửa người nửa máy hả? Đúng rồi, một nửa của ta là người máy. Viên pha lê đã cho ta đủ năng lượng để phát nổ cả thành phố này rồi. Khoan đã, nếu thành phố này nổ hết, chẳng phải ngươi cũng banh xác luôn hay sao? Đúng rồi, đây chính là đánh bom cảm tử. Ăn pha lê không có no bằng ăn bánh mì đâu. Nửa bên tay trái của hắn là máy, còn nửa bên tay phải vẫn là sinh vật bình thường đó ba. Tối hôm qua còn có băng bó cho chân phải của hắn đó. Vậy thì chỉ cần tấn công vô phần bên phải của hắn là được. Ấn tượng lắm. Các ngươi nghĩ chỉ bên trái của ta là mấy chứ gì? Tin buồn là các ngươi đã sai rồi. Giỡn thế đủ rồi. Ta phát nổ đây. Đơm, dậy đi. Thả ta ra. Ta sinh ra chỉ có mục đích duy nhất là phá hủy thành phố này. Không có ai trên đời này có mục đích là đánh bom cảm tử hết. Thức tỉnh đi. Bỏ ta nè. Ta là robot chứ có phải là người đâu. Cái lò phản ứng nổ đã kích hoạt tự hủy trong vòng 10, 9. Đừng hòng. Đêm, con chạy đi đâu vậy? Con sẽ ôm chiếc bom ném ra ngoài. Con không để ba và mọi người chết đâu. Sao bạn lại giúp mình? Mình đâu có quen biết bạn. Thấy người hoạn nạn là phải giúp đỡ nhau. Đó là tình người mà. Tình người hả? Ba, hai, một. Bạn, con có thấy rằng chính tình thương đã cứu cả thành phố hay không? Tata ơi, bạn có ở nhà không?
Bạn tìm mình có việc gì không? Hôm nay trời đẹp, mình qua rủ bạn và bụng bự vào rừng chơi hái nấm nè. Ý hay đó, để mình nhờ xin ba mẹ đã. Ừ, mình đứng đây đợi bạn nha. Mình đi thôi, ba mẹ mình đồng ý rồi. Ôi, nhiều nấm quá. Mình hái đi cây to giờ đó mời. Hình như là giọng của tay to. Bạn gặp chuyện gì rồi thì phải. Đau quá à. Tay to, bạn đợi mình tí nha. Tụi mình sẽ nghĩ cách giúp bạn ngay. Đúng rồi, nhanh lên đi đó. Mụ mụ ơi, mình sợ quá à. Bây giờ mình sẽ tìm một sợi dây thả xuống. Tay to sẽ nắm sợi dây rồi mình kéo bạn ấy lên. Nhưng trong rừng này tìm đâu ra sợi dây bây giờ? Vậy thì chúng ta sẽ tìm những dây leo trong rừng rồi nối chúng lại với nhau. Dạ được rồi. Ờ ha, vậy mà mình không nghĩ ra. Vậy chúng ta mau chia ra tìm đi. Tay to ơi, bạn đợi tụi mình tí nha. Sẽ nhanh thôi, bạn đừng sợ nha. Xong rồi, chúng ta thả dây xuống hố, giúp tay to trèo lên đi. Tay to ơi, bạn nắm chắc sợi dây này nha. Hai đứa mình á sẽ kéo bạn lên. Mình cảm ơn hai bạn nha. Không có hai bạn, không biết mình làm sao để trèo lên nữa. Chúng ta là bạn mà, gặp hại nạn thì phải giúp đỡ chứ. Đúng vậy, chúng ta luôn là bạn bè. Thôi, trời gần xế chiều rồi, chúng ta đi về thôi, kẻo trời mưa đó. Mẹ con mới đi học về. Ờ con, lên cất cặp rồi xuống ăn cơm nha con. Dạ. Đốm, sao con quăng giày dép lung tung vậy con? Một lát con mang lại cũng được mà mẹ, để đó cho tiện. Đó không phải là chỗ cất giày dép. Con để một lát thôi mà. Mẹ thiệt là khó tính. Chị để đôi giày đó thôi cũng la nữa. Để đó là dễ thấy nhất mà, với lại tiện nữa. Đốm à, ba vừa tìm được một viên thiên thạch ngoài vũ trụ rất là lạ. Nó có khả năng phát ra lửa không tắt nè con. Cái gì hả ba? Đây nè con. Ồ, quý lắm đó. Dấp phải một cái gì đó làm tiêu đi viên thiên thạch quý giá rồi. Làm con không có được xem gì hết. Dấp cái gì ta? Là đôi giày của con chứ gì. Lần này không phạt con là không được. À, thôi mà mẹ. May quá, chút xíu nữa là bị mẹ phạt rồi. Mẹ ơi, tay giết con đâu không mẹ? Con để sao hỏi mẹ chứ hả Đốm? Con tìm không thấy mẹ ơi. Chắc là con dứt giày dép lung tung nên nó giận con, nó trốn đi đâu đó rồi. Vậy con mang gì đi học? Thôi, con trẻ học rồi. Thôi mẹ con đi học.
Đau quá cha mẹ ơi. Cái chân này phải cưa thôi. Ba ơi, không chịu đâu. Chứ để cái chân lại làm gì? Mang giày dép chứ lung tung cho đạp gai. Con biết lỗi rồi ba mẹ. Con hứa sẽ không vứt đồ lung tung nữa. Con sẽ để giày dép ngăn nắp lại ạ. Nếu như con biết lỗi thì ba chỉ cần nhổ cây gai ra thôi. Còn nếu không thì ba sẽ cưa cả hai cái chân thúi này của con. Dạ, con biết lỗi rồi. Mình giống như ảo thuật da luôn á. Nè, nghỉ chơi đi con. Đùi gà mà con thích nè. Ồ, đùi gà, ngon quá đi. Sao con lại vứt đồ lung tung như vậy? Lại còn không chịu rửa tay nữa. Tay con sạch mà. Con ăn hết cả dĩa hả? Ngon mà mẹ. Mẹ làm đồ ăn là ngon tuyệt. Nó không chừa cho mình một miếng nào luôn. Ngon quá. Con đi ngủ nha mẹ. Đốm, con phải rửa miệng sạch sẽ trước khi đi ngủ chứ. Con buồn ngủ quá rồi. Thiệt tình hết biết mà. Ôi da, tiêu cái răng của mình rồi. Cái nhà này ăn chẳng chừa mình một miếng nào cả. Cộng xương cũng sạch bóng. Ý, là mua đôi gà chiên. Thiệt là ngon mà. Cái gì cắn miệng con vậy mẹ ơi? Thì ra là ngươi. Đứng lại. Con bị chuột cắn đâu mà ba mẹ còn cười nữa. Cho con chừa cái tội ăn uống xong mà không chịu vệ sinh sạch sẽ sau khi ăn. Đi ngủ mà còn dính thịt ở trên mép thì chuột cắn là phải rồi. Làm món cánh gà ngon quá làm chi? Từ nay còn không chịu rửa miệng sau khi ăn nữa không? Con không dám nữa đâu. Ngày mai con hết dám đi học luôn rồi. Mấy bạn có thấy trái cầu hồi nãy mình đánh văng qua đây không? Có phải trái này không? Đúng rồi, cảm ơn bạn nha. Có gì đâu, mấy bạn tập dưỡng sinh vui vẻ nha. Ý bạn là gì? Thì con gái chơi mấy cái trò nhẹ nhàng tình cảm này là đúng rồi. Chứ mấy trò mạnh như đá banh có hay đâu. Chơi đánh cầu lông là đúng rồi. Vậy mình thách hai bạn đánh một ván cầu lông với tụi mình. Được, chơi luôn. Nếu thua, hai bạn phải bao tụi mình ăn khoai tây lắc nha. Còn nếu hai bạn thua thì sao? Thì mấy bạn muốn gì cũng được. Là bạn tự nói đó nha. Cái đó trúng người một cái là banh xác luôn á. Sao hả? Tôi muốn thi đấu nữa không? Thôi, bọn mình chừa rồi, bọn mình xin thua. Vậy mấy bạn có học được gì qua trận đấu này không? Có. Phải tôn trọng sở thích của người khác.
không nên so sánh chơi bài ai hết, vì mỗi người đều có sở trường riêng. Đúng rồi, bây giờ đi ra chợ ha, mình có nhiều thứ muốn ăn lắm đó. Tay to giỏi lắm, lại chạy nhanh nhất lớp rồi, 10 điểm cho em. Bây giờ thì giờ học tới đây đã giải tán, các em có thể đi về. Tay to ghê nha, cứ cái đà này á là bạn sẽ vô địch Olympic chắc luôn. Bạn nói ngại quá à, nhưng mà mình không vô địch thì ai vô địch đây? Chẳng qua là ăn may thôi, chứ cỡ bạn còn lâu mới vô địch. Chứ bạn nghĩ ai thắng được mình, bạn chắc. Đừng quên ai mới là người thua đó nha. Tại hồi sáng, mình ăn hơi nhiều thôi, chứ cơ bạn, ai mà chả thắng được. Hả? Ai là ai vậy? Như bạn rùa xanh chẳng hạn. Tưởng bạn nói ai, chứ rùa xanh nổi tiếng chậm chạp mà đòi thắng mình hả? Đua thử thì biết, mình bắt rùa xanh. Sao hả rùa xanh, bạn chịu đua không? Thì đi rùa xanh, mình đảm bảo bạn sẽ thắng. Thì... Được rồi, vậy sáng mai ở gốc cây đa, tụi mình sẽ chạy đua tới trường, xem ai mới là người nhanh nhất nha. Đây là khẩu súng siêu tốc. Ngày mai trước khi thi, bạn chỉ cần bắn vào người, đảm bảo chị nhanh số 1 luôn. Chỉ cần như vậy thì tay to hít khói bạn luôn. Mình sẽ không ăn gian, mình không thèm một chiến thắng gian dối. Nhưng như vậy bạn sẽ thua tay to mất. Để rồi xem. Súng siêu tốc, để coi ngày mai mình chạy nhanh cỡ nào, có khi phá luôn kỷ lục Olympic. Chuẩn bị, sẵn sàng, chạy. Tay to, chạy đi kìa, đừng có chủ quan. Trời ơi, chuyện nhỏ, bây giờ mình bắt đầu chạy nè. Tay to có thể nhanh hơn mọi người chạy luôn. Chứ sao? Nhanh quá, mình không dừng được. Nhanh quá, bay lên luôn được rồi kìa. Cuối cùng cũng dừng được. Chết rồi, còn cuộc thi nữa, phải quay về mới được. Dạ cái đích kia rồi. Bạn đừng buồn, sau này chúng ta sẽ đua lại. Chiến thắng hôm nay của bạn xứng đáng lắm. Mình đã tự thua chính bản thân mình khi ăn gian. Giỏi lắm rùa xanh, bạn đã chứng minh được là chỉ cần quyết tâm, chắc chắn sẽ chiến thắng. Chán quá à. Hết Tết rồi, mai lại phải đi học nữa. Không được ăn bánh kẹo, không được uống nước ngọt nữa rồi. Không được mặc đồ đẹp nữa. Chán quá à. Phải chứ ngày mai không phải đi học thì vui biết chừng nào, đúng không một bữa tay to? Nhưng ngày mai phải đi học rồi. Ê, hay là mình như thế nào hết một bữa? Hay là mình... Đốm à, dậy đi học đi con. Đốm, con đâu rồi hả? Anh ơi. Chuyện gì vậy em? Thằng Đốm. Đốm nó làm sao? Nó mất tích rồi. Cái gì? Anh chị ơi, một bữa nhà tôi đi đâu mất tiêu rồi. Trời đất. Tay to. Bác hỏi một chút. Dạ, bác hỏi gì ạ? Thằng Đốm nhà bác với bụng bự mất tích rồi. Con có biết chuyện gì không?
Dạ. Không lẽ con biết chuyện gì sao? Hôm qua hai bạn ấy rủ nhau trốn nhà đi để khỏi đi học, mà con không chịu. Có lẽ hai bạn ấy đã trốn đi rồi quá. Trời đất, giờ phải làm sao đây hả anh chị? Thôi, mọi người đừng quá lo lắng, tôi sẽ đi kiếm tụi nó về. Tất cả nhờ vào anh nha. Tụi mình sẽ đi khám phá thế giới, vui hơn đi học rất nhiều. Sau này mình sẽ trở thành nhà phát minh vĩ đại. Mình sẽ trở thành chuyên gia ẩm thực. Chúng ta sẽ được tự do vui chơi, không bị la rầy nữa rồi. Ui da, cái gì vậy trời? Chào hai cậu bé. Chúc mừng hai cậu bé đã tới thế giới của những đứa trẻ ngỗ nghịch. Thế giới ngỗ nghịch? Đúng vậy, đây chính là thế giới của những đứa trẻ ngỗ nghịch, không chịu học hành, thích bỏ nhà đi ra ngoài để được tự do. Thế giới này có vui mà ông? Rất vui. Nơi đây những đứa trẻ sẽ không bị cha mẹ bắt học bài nè, ép ăn uống nè, rồi ép ngủ sớm nữa. Vậy thì vui quá. Vui quá, vui quá. Vui quá, vui, vui quá. Chúng ta đã đến nơi vui vẻ, hạnh phúc rồi. Chúc mừng các ngươi. Yeah. Hai đứa đúng là rất được việc. Mình muốn về nhà. Mình không muốn ở đây với tên quái ác này đâu. Bọn mình có khóc nữa được không? Mình muốn được ăn cơm mẹ mình nấu. Mình muốn được ngủ trên giường em như bông của mình. Để từ từ mình kiếm bách thoát mà. Cũng tại bạn rủ mình trốn đi. Không biết đâu. Đưa mình về nhà đi. Mẹ đừng có nói nữa mà. Để từ từ mình tìm cách chứ. Mình cũng muốn về nhà mà. Nhanh lên nào hai thằng nhóc con kia. Nếu không làm xong tao sẽ bỏ đói tụi bay 3 ngày. Không, không được bỏ đói chúng tôi. Ông thật ác độc, dụ dỗ trẻ em. Dám trả lời với ta hả những đứa trẻ ngỗ nghịch? Đúng rồi. Làm sao bây giờ? Mình muốn về nhà. Chỉ có khóc nữa mà. Nhất định chúng ta sẽ có cách về nhà. Dậy thôi. Ơ, để mình ngủ tí coi. Dậy thôi, nhanh lên coi. Dậy làm gì hả Đơm? Để trốn chứ chị. Không lẽ Bụng Bự muốn ở đây luôn hả? Trốn hả? Nhỏ thôi. Bạn muốn ông ta thức dậy hả? Nhưng mình trốn bằng cách nào? Chúng ta bị nhốt mà. Bụng Bự có thấy chìa khóa đằng kia không? Nhưng lấy bằng cách nào? Mình có cách. Làm theo mình. Sao ông đi được lưới vậy? Có khi nào bị vướng cái gì rồi không? Sao? Định trốn hả? Dạ đâu có. Tại tụi con không được tắm nên nhịn ra bờ sông tắm chút xíu rồi tụi con sẽ chở vô. Dạ đúng rồi, tụi con ngứa quá. Muốn tắm được thôi, ta sẽ cho hai đứa mi tắm. Mẹ ơi cứu con biết rõ rồi, con chỉ muốn về nhà thôi. Đám sao bây giờ dám bỏ nhà đi nữa đâu, đám sợ lắm rồi. Chưa đâu hai đứa nhóc con, còn nhiều điều thú vị lắm. Chờ mà xem đây. Đúng là thú vị mà. Ta sẽ cho hai người tắm thỏa thích. Vậy mai mốt ngươi sẽ bị súng răng cho coi. Cứ nguyền rủa đi những đứa trẻ ngỗ nghịch. Ta không phải là những đứa trẻ ngỗ nghịch. Hình như là tiếng của thằng Đốm.
Năng lượng của nó đang yếu dần, có lẽ nó đang sắp kiệt sức rồi, phải nhanh lên mới được. Ở gần đây thôi. Sao chúng ta dám mồi câu cái gì trời? Giờ này không có vui chút nào đó mời. Bạn mau nghĩ cách đi. Nè lại độc ác kia, lại đang làm gì hai đứa tay vậy? Ta đâu có làm gì các ngươi đâu, chỉ là lấy các ngươi làm mồi nhử cá sấu mà thôi. Hả? Lâu lắm rồi ta chưa được vui như bây giờ. Ôi, đớm. Ba, cứu con. Bác ơi, cứu con đi. Tên biến thái độc ác kia, mau thả con trai của ta ra. Người muốn làm gì, mau thả chúng ra. Trẻ con tụi nó vô tội mà. Người định làm gì ta? Kẻ độc ác kia. Anh không nhận ra em sao anh hai? Anh hai, em là em út của anh đây. Anh không nhớ ra em sao? Chú út thất lạc ngày xưa đây sao? Dạ là em đây. Em nhớ nhà lắm anh hai. Gia đình em bị kẻ xấu đe dọa cực khổ lắm. Người ta nói là người khó khăn như thế nào cũng không trở thành kẻ xấu mà. Sao lại xấu như vậy chứ? Ta không có ý hại các cháu, mà chỉ muốn cho các cháu biết một đứa trẻ ngỗ nghịch bỏ nhà ra đi sẽ phải sống khổ cực như thế nào mà thôi. Con lỗi rồi ạ. Không có nơi nào tốt bằng nhà. Ôi mát quá, thích quá. Tụi mình chơi cái gì đi? Hay chơi trốn tìm đi. Trốn tìm? Được á. Mình cũng đồng ý. Chúng ta lấy gốc cây này làm cây tùng nha. Ảnh tù tì ra cái gì ra cái này. Ảnh tù tì ra cái gì ra cái này. Tại ta thua rồi. Chạy đi. 5, 10, 15, 20. Để tôi không được ăn gian. Mở mắt đó nha. Bạn nấp vào bụi kia đi. Còn mình trèo lên cái mít. Đảm bảo tay to không thấy đâu. Không được leo cây, nguy hiểm lắm đó bụng bự. Đớm yên tâm đi. Mình leo giỏi lắm. Không được, nguy hiểm lắm. 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100. Đúng, bụng bự. Hai bạn ở đâu? Ui, à. Ôi, ngon quá. Hả? Cứu mình với tay to. Đúng ơi. Chuyện gì vậy bụng bự? Cứu mình với. Đã bảo không được chịu cây mà không chịu nghe. Mình biết lỗi rồi. Cứu mình đi. Giờ sao cứu được chứ? Hay bụng bự nhảy xuống đi. Không, mình sợ lắm. Chết, ác điểu tới rồi kìa. Chạy đi. Nhưng còn bụng bự. Hai bạn đừng bỏ mình mà. Bụng bự nhảy xuống nước đi rồi leo lên. Mình không dám nhảy đâu. Mình sợ lắm. Mày nhảy lên khúc cây gì đi. Bụng bự nhanh lên. Nhanh nữa. Nhanh nữa đi.
đây là đâu vậy? Ai lấy chói mình như vậy chứ? Đừng hỏi vô ích. Tại sao chứ? Ngươi đang làm gì ta vậy hả? Vì bạn sắp lại thức ăn cho ác điểu rồi. Cái gì chứ? Mình không chịu đâu. Đúng ơi, tay tôi, cứu mình với. Để ta vệ sinh cho sạch sẽ trước khi chết nha. Tránh ra, tránh ra. Ta không cần, ta không cần. Ngươi la vô ích thôi. Thôi chết rồi. Mình mạnh tay quá. Tết bên đây ở đâu đây? Hình như mình bị trúng phép thuật của ác điểu thì phải. Tên ác điểu kia, ngươi đừng hòng chiếm lấy nhà của chúng ta. Lũ chim chết tiệt. Ngươi biết sợ chưa? Được rồi, ta sẽ cho ngươi biết sức mạnh của ta. Dám chống lại ta sao? Hả? Ngươi không sao à? Ta sẽ trả thù cho các bạn của ta. Ui da, ui da. Ngươi cũng được lắm. Vậy hãy xem tuyệt chiêu cuối của ta. Nè, chim nhỏ, ngươi không sao chứ? Không sao, để em cứu anh. Cảm ơn chim nhỏ nha. Nhanh lên, em sẽ đưa anh thoát khỏi đây trước khi tên ác điểu đó quay trở lại. May quá, may quá. Nhanh lên anh à, nếu không sẽ không kịp đâu. Các ngươi định trốn đi đâu vậy? Đi trốn tên ác điểu chứ sao? Hả? Hết đường thế rồi anh ơi. Đốm ơi, tay tôi, cứu tụi mình với. Tay tôi, đốm ơi, cứu tụi mình với. Ngươi dám đánh lén ta? Dám ăn hiếp bạn của ta? Được thôi, vậy hãy xem ta đây. Nó khỏe thì mình không đủ sức rồi. Vậy làm sao bây giờ? Thôi, ta đùa với các ngươi đủ rồi. Đến lượt ta đây. Mà ra nông nổi như vậy nè bụng bự. Mình xin lỗi. Mai mốt mình sẽ không trèo cây nữa đâu. Thôi, bạn ấy biết lỗi rồi. Đừng lại bạn ấy nữa. Chim nhỏ, em có biết điểm yếu của hắn là gì không? Hắn rất là mạnh. À, em nhớ rồi. Hắn có bộ điểm rất yếu. Là gì? Em nói đi. Hắn rất là sợ mùa mít chín. Mỗi lần nơi này có mít chín bay mù lên là hắn bị đau đầu và không còn sức mạnh nữa. Hay quá. Anh thấy dưới kia có một cây mít chín phải không? Nhưng làm sao chúng ta trở xuống kia được mà hai? Mình có một cách. Cách gì? Các bạn tránh ra, để mình. Tên ác điểu kia. Ngươi muốn chết trước à? Ta sẽ đấu tay đôi với ngươi. Ngươi có tuyệt chiêu gì mà đòi đánh với ta? Ta có một chiêu khí công vô cùng lợi hại. Được, ta cho ngươi một cơ hội trước khi chết. Khí công thần sầu vô địch thủ. Hắn thua rồi. Đốm, tay to, chim nhỏ,
lợi hại vậy? Như lúc nãy trên cây mít, mình đang mít chín trên cây. Hèn chi khí công của bạn, mùi không chịu nổi. Xe tới chưa đến, chờ rụng lông luôn mà xe còn chưa tới nữa. Chờ xíu đi, xe từ qua xa lắm chứ bộ, chắc là sắp tới rồi. Đốm, Đốm, con nhớ ra bến xe lấy đồ bà ngoại gửi lên đó nha. Dạ dạ. Ủa, mà xe số mấy vậy Đốm? Chết rồi, lúc nãy mày nói gì quên hết trơn rồi. Trời ơi, ý bạn là nãy giờ mình chờ cũng như không hả? Thì năm ngoái mình nhận đồ từ cái xe màu đỏ. Bạn có biết bến xe này biết bao nhiêu là chiếc xe màu đỏ không? Thôi chạy về nhà Đốm thiệt nhanh rồi hỏi mẹ Đốm đi. Mình ngửi thấy có mùi gì đó, mùi làm mình điên lên gì đó. Hả? Mấy bạn biết mình đang nói về cái gì không? Sao lại cứ giả ngơ đi? Là mùi bánh tét của bà ngoại. Đúng rồi, là bánh tét ngon nhất quả đất. Chỉ cần ăn một lần là ghi luôn. Sao biết hộp nào là của bà ngoại gửi lên? Vậy thì mình phải mở từng hộp thôi. Ồ, hộp này nè, mở ngay hộp đầu tiên luôn á. Ê, bên trong đây cũng toàn là bánh tét nè. Hình như trong xe này chở toàn là bánh tét không à. Mấy bạn biết định luật bảo tàng bánh tét mà phải không? Bánh tét không tự nhiên sinh ra và mất đi, mà nó chỉ chuyển từ quê lên bụng của tụi mình thôi. Chuẩn luôn. Chiến đi mấy đứa. Nhầm 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 nhầm. Hay đó, nhưng mà chưa bằng mình đâu. Coi mình nè. Mấy bạn gọi đó là bánh tét hả? Nhìn cao thủ nè. Khí công bánh tét chuẩn. Cao thủ, cao thủ.
bụng bự biết chiêu này, lợi hại thiệt. Không dám, không dám. Chẳng qua về việc ăn uống thì bụng bự đây chưa từng ngán đứa nào cả. Ngon quá. Đói quá thì khổ, mà no quá cũng chẳng sướng gì đâu. Ủa, nhưng mà mẹ đứng dặn là đi lấy đồ, mà tụi mình lỡ ăn hết rồi, tính sao giờ? Hết đâu mà hết, còn một cái bánh mình chưa ăn nào. Không lẽ nói mẹ là bà ngoại gửi lên chỉ có mỗi một cái bánh thôi hả? Tại tao nói đúng á, bánh tét không tự nhiên sinh ra và mất đi, cái nào lỡ ăn rồi thì không ói được đâu. Vậy bây giờ phải làm sao? Trời ơi, nó mà không đem đồ về là sẽ bị đánh tét đít luôn á. Đánh tét đít. Nãy giờ bạn ăn bánh tét quá chừng còn gì nữa. À, từ nãy giờ mấy bạn cũng ăn chung á nha. Đặc biệt là bụng bự ăn nhiều nhất á. Mình không biết gì hết. Thôi, đừng có cãi nữa, mình nghĩ ra cách rồi nè. Ờ, đúng rồi tay to, đỡ mình dậy rồi, hai đứa mình cùng chạy thiệt lẹ. Kệ đóm đi. Yeah. Định luật bánh tét không tự nhiên sinh ra. Vậy thì mình phải tự làm bánh tét thôi. Hả? Làm bánh tét? Đứng, nguyên liệu vỏ bánh đã đủ chưa? Báo cáo. Nếp dẻo, lá chuối, dừa khô, dây buộc đã sẵn sàng. Bụng bự, nguyên liệu nhân bánh thế nào rồi? Báo cáo. Đậu xanh, thịt mỡ, hành lá, hột vịt muối đã sẵn sàng. Rồi bây giờ chúng ta phải bắt đầu gói bánh thôi. Rõ. Ủa, mà gói thì sao? Cả đám có ai biết gói bánh đâu. Đừng có nhìn mình. Đó giờ mình chỉ biết ăn thôi, không có biết gói đâu. Hay là mình gói đại đi, lấy phần vỏ bánh bọc ở ngoài, phần nhân bánh nhét vô trong, gói lại rồi đem nấu lên. Đúng rồi á, làm đại đi. Nổi lửa lên mấy bạn. Vô vô. Bập bùng bập bùng bập bùng. Bập bùng bập bùng bập bùng bập bùng. Yeah, chín rồi chín rồi. Mở nắp ra đi. Thôi sao? Chắc không sao đâu đớm. Một lát nói mình đi xe xấu quá nên bánh tét bị bể. Mấy đứa đi đâu mà bây giờ mới về vậy? Đi lấy đồ gì mà đi cả ngày hả? Người ta mang bánh tét tới tận nhà của mình rồi kìa. Thôi, vô nhà đi mấy đứa. Mẹ cắt bánh tét cho ăn. Hả? Đứa nào ăn hết nguyên xe bánh tét của tôi? Đúng là không nên ăn những thứ mà không phải của mình mà. Sên kìa. Hồi xưa người ta nói chậm như rùa mà, giờ mình mới biết chậm như ốc sên đó. Có khi á còn chậm hơn rùa nữa chứ. Mấy bạn vô duyên vừa thôi, không thấy ốc sên đeo cái vỏ to đùng trên lưng hả? Mình mà có đeo cái vỏ bé lớn như vậy nè cũng chỉ nhanh hơn nhiều. Đúng luôn, mập như mình còn chạy nhanh hơn nữa. Mà mình nghe nói á, nếu rắc muối vào ốc sên thì nó sẽ sủi bọt mà chết đó, thử không?
Tự tin quá ha. Ủa, bây giờ đâu phải là Tết đâu mà thần tài xuất hiện. Hễ có chuyện bất bình là ta xuất hiện. Bộ ham lì xì lắm hay sao mà gặp ta là nhớ Tết. Ủa mà ở đây đâu có chuyện gì bất bình đâu không? Ở đây có một vụ ăn hiếp vừa diễn ra. Nạn nhân là chú ốc sên nhỏ. Ôi ôi, mấy ông thần nhiều chuyện quá à. Mâm nào cũng có mặt ổng hết á. Ta có nghe nói các ngươi tự tin chạy nhanh hơn ốc sên có đúng không? Được, ta sẽ cho các ngươi thử sức. Bây giờ hai ngươi thử đua với ốc sên xem ai về đích đầu tiên sẽ được một điều ước từ ta, còn thua sẽ phải nhỏ như vậy suốt đời. Ta và tai to ở đây sẽ làm khán giả xem ba ngươi đua. À quên, còn thiếu cái giỏ nữa mới công bằng chứ. Bây giờ thì xem ai nhanh hơn ai nha. Được, đua thì đua, sợ gì. Chết rồi, hồi nãy hồ theo đốm nói chi, chứ giờ phải chạy gì trời. Bụng bự như vậy sao chạy nổi. Các thí sinh đã chuẩn bị chưa? Hai tên này ngoài trêu chọc người khác ra còn ích kỷ nữa. Tới khu vực trải thảm rồi, thảm dày quá, băng qua luôn hay là đi đường vòng đây? Không một cách nào khác, phải băng qua luôn. Mày mua xe thảm gì mà dày quá vậy trời. Đây còn khó nữa làm sao mà chạy đây. Vì không có chân nên mình luồn lách qua những sợi thảm này dễ như ăn bánh gì đó. Bye bye nha. Hẹn gặp ở vạch đích. Bạn nhớ nhanh ở lúc luồn lách thôi. Chứ ra ngoài kia hả, mình sẽ vượt bạn nha mà coi. Chết rồi, ốc sên biết tận dụng lợi thế của mình là cơ thể không có xương, luồn lách dễ dàng. Còn đốm tự chui vào địa hình gây bất lợi cho mình rồi. Thú vị lắm, mới bắt đầu thôi mà cuộc đua đã thú vị rồi. Không ổn rồi, bị bỏ lại như vậy mình sẽ thua cuộc mất. Phải tìm cách khác thôi. Kiến đen ơi kiến đen, bạn chở mình một đoạn được không? Tôi còn phải đi kiếm ăn nữa, đâu có quẩn mà đi giúp người dân. Chở giùm tôi về đích đi, chừng nào tôi bự trở lại á, tôi sẽ trả bạn một cục đường. Bốn cục. Ba cục. Hai cục. Chở hết cái thảm này thôi đó. Rồi, đồng ý. Hai cục chở hết thảm, bạn trả giá còn ghê hơn mẹ mình đi chợ nữa. Thời buổi khó khăn, ai cũng phải giảm cân, ăn ít, nên đồ ăn vụng khó kiếm lắm, bạn có biết không? Sẵn sàng chưa? Mình chạy nhanh lắm á, bám cho chặt đó. Biết rồi. Có tận 6 cái cẳng nên chạy nhanh lắm đúng không? Hồi đó còn lớn, thấy kiến chị chậm rì à. Bây giờ nhỏ lại, mới thấy kiến chị siêu nhanh luôn. Nhiệm vụ hoàn thành, nhớ hai cục đường đó nha. Được rồi, đón nó trở lại lần đua. Yeah.
đã trở lại đường đua. Mọi người hãy xem đây. Mệt quá à. Chạy gì nổi nữa mà chạy. Thần Tài ơi, con tận dụng chiếc xe đồ chơi được không ạ? À? Cũng được. Xài được cái gì thì cứ xài đi mấy đứa. Xả láng luôn. Kiểu này mình thắng chắc. Mình nói mà, bạn chạy đường trường làm sao lại mình. Cuộc đua này mình thắng chắc rồi. À, à, ui da, ở đâu có cái tủ vậy nè à. Tao mới dời ra để tăng độ khó đó. Vạch đích ở ngay sau cái tủ. Còn không mau chạy đi, ở đó mà càm ràm. Sao đây ta, tủ này không chui lọt ở dưới rồi, cũng không leo qua được. Vậy chỉ còn cách chạy vòng qua thôi. Leo tường cũng biết nữa hả? Sao cái gì cũng biết hết trơn trời. Trời ơi, mình đi được trên mọi địa hình luôn mà. Cái tủ này có lạ gì đâu. Leo qua tủ thì sẽ nhanh hơn, nhưng phải leo xuống nữa. Nếu mà chạy vòng nhanh á thì sẽ đuổi kịp. Kịp rồi, bây giờ mình leo xuống á thì mình cũng đã đuổi kịp rồi. Trời, không ngờ ốc sên cũng can đảm ghê luôn á. Thấy dập đất rồi, tiến lên một xíu nữa thôi. Ôi không, văng mất cái bánh xe rồi, làm sao mà chạy. Dừng lại, đừng có đè lên bạn của con. À, khó khăn lắm mới được một điều ước. Con không ước gì cho bản thân mình sao? Dạ không, đáng lẽ ốc sên đã thắng nếu lọ muối không dở ra trước vạch đích. Ồ, còn gì nữa không? Con đã nhận ra mỗi người đều có ưu điểm riêng. Ốc sên tuy chậm chạp nhưng leo tường rất giỏi. Đớm giỏi lắm. Ta thưởng thêm cho con một cái bánh kem nữa nha. Bánh kem nhỏ quá, chỉ đủ mình con ăn thôi. Phải chi á, ông biến tay to nhỏ lại để cùng ăn nữa. Ý kiến hay lắm. Vậy tất cả cùng ăn bánh kem nha. Trời ơi là trời, cái gì mà tập bài dài dữ vậy? Ủa sao mình dở vậy ta? Nghỉ tận 2 ngày lần mà. Xem mặt hình, sáng mai làm tiếp là xong. Dở quá à. Xem hết hoạt hình này, đớm nhớ làm bài tập đó. Nhưng mà mẹ, còn có phim mặt hình mèo con thông minh nữa mà. Bài tập hồi chiều, ai than phiền như núi vậy ta? Mẹ yên tâm, con nghỉ tận 2 ngày lần mà. Lại để nước đóng chung mới nhảy. Mẹ cứ yên tâm đi, con làm một loán là xong ngay mà. Giờ đốm đi đá bóng, lúc về xử lý mấy bạn sau nha. Mẹ ơi, con đi đá bóng chút xíu nha mẹ. Đốm, con làm bài tập xong chưa đó? Tí về con làm ngay mẹ, con đi nha. Bụng bự, rõ ràng hiện đến đây đá bóng. Mà mấy bài tập là sao vậy? Mấy bài tập này đâu có hiểu đâu. Này dễ lắm, mình hướng dẫn một bụi nhanh rồi chơi bóng cũng được mà đốm. Tao to chỉ đi, mình chơi bóng trước đây. Đốm có sao không? À, không chơi nữa, đá bóng chết ồn. Mẹ ơi, có gì ăn không mẹ? Có rau câu dừa trong tủ lạnh đó con. Đó,
làm bài tập xong hết chưa? Mai đi học rồi. Lát không làm. Ừ, ăn nhanh lên phòng làm bài, xong rồi chơi gì cũng thoải mái. Mẹ xem nào, con là siêu anh hùng. Bài tập là chuyện nhỏ, một thoáng là xong ngay. Siêu nhân mà không làm bài tập thì cô phạt mất mặt lắm đó. Mẹ, mẹ cứ yên tâm đi. Rau cô vừa đúng là số 1. Đớm, làm bài tập đi rồi chiều ba mẹ đưa qua sinh nhật bà ngoại. No quá chừng luôn. Chừng bài đó hả? Làm chỉ một tiếng là xong ngay. Ngủ chút dậy làm bài cũng được mà. Đớm ơi, con đã thay đồ chưa? Mình đi qua nhà ông bà ngoại thôi con. Mau lên con, ba chờ dưới nhà kìa. Ủa, còn sớm rồi mà. Gần 6 giờ rồi. Hả? Vậy con ngủ từ trưa tới giờ hả? Con chết rồi. Đớm nói năng lung tung không? Thay đồ đi, ba mẹ chờ con. Nhưng con, con vẫn chưa làm bài xong. Con chưa làm bài tập. Con ngủ quên. Đớm, con hư quá. Không nề nếp kỷ luật gì hết. Hôm nay ở nhà làm bài tập, không có đi đâu hết. Hôm nay ba mẹ phạt con ở nhà làm bài. Ba mẹ đi đây. Con biết lỗi rồi. Đau bụng quá. Mẹ đâu rồi ta? Dưa hấu trông ngon quá vậy. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ. Sao ta? Mình muốn ăn dưa hấu. Đớm, sao con dám lấy dao? Mẹ đã dặn con thế nào? Dạ, tại con không thấy mẹ đâu hết. Con có biết trẻ con không được dùng dao không? Nó rất nguy hiểm. Dạ, tại con đói bụng quá. Con biết lỗi rồi. Con xin lỗi mẹ. Mẹ chỉ giảng giải cho đớm hiểu chứ không phải trách mắng con đâu. Để mẹ dọn cơm và xẻ dưa cho con ăn nha. Yeah, cảm ơn mẹ. Đớm đến rồi hả? Mẹ vào đi, có bụng bự nữa nè. Mình có mang thêm bánh khóm cho mẹ mình làm nè. Ngon lắm đó. Yeah, bánh mẹ đớm làm là ngon nhất. Ăn xong bánh á, tụi mình chơi trò gì tiếp theo bây giờ? Hay là tụi mình đọc sách đi. Thôi, đọc sách dễ bị buồn ngủ lắm. Vậy thì tụi mình chơi bán đồ hàng đi. Nhưng mà chỉ chơi giả bộ hoài chán lắm. Mình cứ giả bộ ăn trong khi không có cái gì ở trong chén hết trơn. Chứ buồn bự muốn chơi cái gì? Mình cũng không biết nữa. Á, mình biết rồi. Lần này chúng ta sẽ không chơi bán đồ hàng giả bộ nữa. Tụi mình sẽ dùng cây lá để làm thức ăn. Ý bạn là sao? Tụi mình sẽ lấy lá cây sắt nhỏ ra làm thức ăn. Vậy là có thức ăn trong chén, chỉ là không ăn được thôi. Nghe có vẻ thú vị hơn rồi đó. Vậy mình cùng chơi đi. Mình cũng muốn chơi thử lắm á. Vậy giờ tụi mình cùng đi hái lá cây đi. Xong, vậy bây giờ tụi mình cùng chơi thôi. Đốm làm đầu bếp, mình là phục vụ, bụng bự là khách hàng. Để mình làm khách hàng cho. Mình chỉ thích ăn thôi. Nhưng mà bây giờ mình dùng cái gì để cắt lá bây giờ? Đương nhiên là dùng dao rồi. Thôi không được đâu. Mẹ mình nói trẻ con dùng dao rất nguy hiểm. Mẹ mình cũng nói vậy đó. Hai bạn và con trai mà nhát gan quá à. Đốn không dám dùng dao. Vậy để mình làm đầu bếp cho. Không phải mình nhát gan, mà là mình nghe theo lời căn dặn của mẹ thôi. Vậy là bạn vẫn không dám dùng dao đúng không? Vậy cứ để mình làm đầu bếp cho. Mình leo lên cái ghế này, hai bạn giữ chặt cái ghế giúp mình nha. Nè, hai bạn thấy chưa? Có sao đâu. Tay tôi, cậu có sao không? Mình còn sống không vậy? Bạn còn sống mà. Thiệt là nguy hiểm quá. Xém xém là mình tiêu đời rồi. Giờ thì mình đã tin lời của đốm rồi. Chúng ta còn nhỏ, không nên sử dụng dao. Như vậy sẽ rất nguy hiểm đó.